Vâng, xin kính chào tất cả các bác nha. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một cái dàn karaoke xét cho một vị khách. Đây, em đang vừa xong quá trình cài đặt. Thì dàn karaoke này thì bao gồm những cái thiết bị sau: một con đẩy BF Audio XI800, con đẩy này là 4.8 triệu nhé. Một con vang Theta K6, con vang này là 2.5 triệu. Con vang này là cực kỳ là hay luôn. Con vang này phải nói là con vang bọn em rất kết giai đoạn này đi xét dàn. Tại vì là chưa thấy con vang nào mà nó coi được con vang này về tiếng âm à. Thậm chí cả CISO các thứ bọn em xét vẫn chưa kết bằng con này. Đây là một cái tượng đài về vang số rồi, rất ít con có thể là có chất âm vượt qua nó. Một bộ mic Zelacat 3.300 để cho cái chất âm của nó là trung thực nhất và hay nhất. Đây con mic này này. Đấy, bộ mic này thì giá là 2.8 triệu. Mic này mic đẹp quá nhé. Và có lẽ là cũng vấn đề quan trọng nhất của nó là cái đôi loa Eric kia. Con model là 612 các bác nhá, Eric 612 có giá là 8.5 triệu. Thì tất cả những cái dàn này thì bọn em bán cho bác khách này, và cũng tất cả các bác khi mà mua những cái dàn này là được áp dụng chính sách bao hay. Nếu như trường hợp mà không ngưng, không chê một bất kỳ một cái thiết bị nào thì có thể là đổi trả cho cửa hàng em luôn. Thì đôi loa này thì phải nói là một trong những cái dòng loa rất chi là hay, rất hay, phải nói là thế. Về tiếng tép của Eric thì từ xưa đến nay này được đánh giá rất cao về cái chất lượng của nó. Thậm chí là khi mà cài vang số thì bọn em cũng không cần phải can thiệp quá sâu vào cái phần EQ của nó để cho ra cái tiếng cực kỳ là hay rồi. Rất là hay các bác nhé. Đấy, đây con này là RH612. Đây, thì lô loa này thì bọn em bán chủ yếu là để ghép dàn. Các bác khi mà mua những cái dàn này, khi mà mua những cái loa này về, các bác khi mà ghép dàn, ghép phòng hát thì phải nói là rất chi là hay. Tiếng hát rất nhanh nhẹ và nó không có chói. Trước đây bên em cũng đã làm những cái dòng loa Eric, mà sau đó phải nói rằng là hơn một năm bọn em mới quay lại làm do loa Eric. Thì em thì rất sợ phần cái tần phần chung của cái loa Eric. Cái lần trước bọn em làm cái dòng 312, cái dòng mà thùng thùng cân nhưng mà thùng hình thang như thế này này, và phía trước là nó có một cái lớp nỉ nằm phía trước này. Phải nói là dòng loa nó cái tiếng chung của nó khó chỉnh thật, mà em rất sợ cái dòng đó. Khi mà bọn em ghép những cái đôi loa dòng Eric dòng đó, bọn em sợ đến bây giờ bọn em mới dám làm lại. Mà khi gặp những cái dòng loa này thì bọn em phải nói là rất chi là hay, kết luôn, rất chi là sướng, phải nói là đá luôn khi mà ghép đây. Thì bây giờ em sẽ test thử chất âm cho các bác xem nhé. Thì các bác chất âm này vì là không sợ bản quyền thì mời các bác chúng ta xem sang cái video khác của bọn em nhé. Mà các bác click vào cái đường link ở bên đây, đây trên tay em nhé, đây ngay vào tay em này đấy. Thì có một cái đường link, hoặc là các bác xuống cái phần miêu tả của video này cũng có một cái đường link, hoặc là các bác có thể là phần comment của cái video này cũng có một cái đường link để cho chúng ta xem. Chúng ta xem nhé. Và khi mà chúng ta click vào đó thì chúng ta sang một cái kênh mới. Thì các bác có thể đăng ký kênh mới của bọn em. Thì kênh đó là bọn em chuyên để test nhạc, để khi mà có bản quyền gì thì nó không bị sập kênh, để đảm bảo cho cái kênh chính của bọn em. Cho nên mà các bác có thể là xuống cái phần bình luận ngay trên đầu tiên luôn. Thì có một cái ghim ngay cái bình luận đầu tiên, thì các bác xem ở đó nhé. Và bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe nha.